Chào tất cả các bạn nhé. Buổi sáng hôm nay thì Trung Môn Sai đang có mặt tại trong những cơ sở làm chậu chính của anh Điệp, địa chỉ là xóm 7, Ngân Yên, Ngân Sơn, Thanh Hóa. Một trong những người mà trong cái năm vừa qua thì anh sản xuất quá nhiều những mẫu chậu. Đó, những cái mẫu chậu đúc khuôn mềm nhé. Rất là đẹp và giá cả rất là phải chăng thôi. Chỉ một vài trăm thôi cũng đã có một cái mẫu chậu rồi. Thì hôm nay là nhân dịp Trung Môn Sai đến và cũng cố gắng lướt qua một chút cái vườn cây bên trong của anh để chia sẻ tới những người đam mê. Một trong những người là cũng là chơi cây cũng khá lâu rồi, số lượng cây không nhiều nhưng mà thực ra là cây cũng rất là chất nhé. Anh Điệp là một trong những người phong trào khá là tốt, tham gia những cái kỳ triển lãm cũng là đi với anh em rất nhiều nơi rồi. Những cái cây của anh Điệp thì nó chưa được nhiều nhưng mà chất thì có nhé. Để Trung Môn Sai sẽ lướt qua một vòng cho anh em tham khảo một trong những người đó mới dựng lại vườn cây trong vòng có một năm thôi nhưng mà số lượng cây bonsai mini hợp với gu thời đại thì là khá nhiều rồi đó. Lùn nhá, rất là lùn cây, anh em xem và chiêm ngưỡng nhá. Cho cái đánh giá những tác phẩm nhỏ nhắn xinh xắn thôi, cũng nói lên được cái phong cách cũng như là lối chơi của vườn cây của mỗi người, nên là anh em có thể lựa chọn cho mình một cái gu chơi nhé. Những cái cành cắt ra rồi sau vài năm thôi đã quá là tuyệt vời rồi. Anh em cố gắng vào xem và ủng hộ chúng tôi nhé. Còn rất nhiều nhưng mà hôm nay Trung Môn Sai cũng chỉ điểm qua thôi. Hôm nay chính là nên quay chậu nhưng mà hôm nay là cơ sở sản xuất thiếu nhân lực, đang đi giao cho khách hàng ở xa nên là chúng tôi chỉ điểm tin qua những cái mẫu chậu này, đưa cây lên chậu cũng khá là đẹp. Cây cối thì anh em có thể về tận vườn tham khảo cũng như là chọn cho mình một vài mẫu chậu nhé. Đặc biệt là anh Điệp cũng đã xuất ra Hải Dương, Hải Phòng, rồi là Thái Bình rất là nhiều. Đó, giá cả rất phải chăng. Anh em có thể alo trực tiếp, số điện thoại thì Trung Môn Sai chắc chắn sẽ đặt trên màn hình để anh em có thể là hỏi những cái mẫu chậu cũng như là giá cả nó phù hợp hơn. Có vậy thôi à chú? Tung đao từ sáng sớm. Con này lá đỏ. Ta nó ra được rồi đấy, xong đầu này ra được cây chăm tốt vậy. Đây. Mẫu chậu. Nhìn giống anh ạ. Mình
chuyên khuôn mềm này.